What do you have there? Oh! Okay. I made squid. Squid, yeah. Got some squid. Calamari. Yeah. Calamari, right. Calamari, yeah. Okay. Yes. Cut the squid small. Put the egg, pushed an egg first. Mm-hmm. And then put it in it's cornstarch. Mm-hmm. The egg. And then after that, flour. Okay. Put it in the deep fryer. Mm-hmm. Fry it up. Mm-hmm. And beer. What do you have? You? Uh-huh. And I have iced tea. Homemade iced tea made myself. Then what the dip there? Dip is hot sauce, mustard, uh-huh. Ranch dressing. Uh-huh. Okay. Fish sauce. Yeah, okay. Good. Okay, bon appetit. Bon appetit. Xin chào các bạn. Hôm nay bà xã bà làm món nhậu cho mình nè. Là chiên mực chiên chiên bột. Đó, rồi mình uống thêm nửa chai bia nữa. Bây giờ mình khui bia ra các bạn. Mời các bạn nghe. Bia này nó cũng hơi nặng. Chắc mai mốt đây mình nói bà xã mua loại bia nhẹ nhẹ hơn cho mình. Chắc Heineken. Heineken chắc dễ hơn. Bà xã thì uống trà đá, trà hoa hồng, kêu là IT á các bạn. Trà hoa hồng gì đây? Trà hoa hồng với chanh đấy. Yes. Đó. Mint. 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 Bông. Uống này cho nó xong. Ok. Chúc các bạn vui vẻ cùng với mình. Nói chuyện tám với các bạn chơi cho vui. Hôm nay trời cũng nóng, khoảng chừng đâu chừng có 3 độ, các bạn cho nên phải sử dụng bia để mình giải nhiệt. Mình là vậy đó, khi là trời thấp và nóng là mình uống bia. Còn lâu uống mời các bạn dùng với mình nha. Đó. Ok ba. Mời các bạn ăn. Vô 1 2 3 1 2 3 Vô. Yeah.